các nghiên cứu khoa học và thực tế lâm sàng đã chỉ rõ những bệnh lý về mắt, đặc biệt là bệnh võng mạc đái tháo đường, một trong những hệ quả tất yếu của bệnh đái tháo đường, có thể gây ra tình trạng mù lòa, suy giảm chất lượng cuộc sống. Do đó, song song với việc kiểm soát lượng đường trong máu, thì việc bảo vệ võng mạc, đặc biệt là tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, chính là nhiệm vụ quan trọng nhất để bảo vệ thị lực cho bệnh nhân đái tháo đường. Qua nhiều công trình nghiên cứu sinh học phân tử về nhãn khoa trên thế giới, các chuyên gia đã tìm ra phương pháp bảo vệ, nuôi dưỡng các tế bào biểu mô sắc tố võng mạc bằng cách duy trì và tăng cường hoạt động của thioredoxin, một phân tử protein có kích thước nhỏ và giữ vai trò quan trọng trong nhiều phản ứng sinh hóa, giúp duy trì cấu trúc và bảo vệ chức năng cho mắt. Phương pháp này được dựa trên việc sử dụng tinh chất procophan thiên nhiên có trong sản phẩm huyết, được chứng minh có tác dụng tăng cường thioredoxin giúp bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, từ đó bảo vệ mắt từ bên trong, hạn chế tối đa hiệu quả tình trạng suy giảm thị lực dẫn tới mù lòa trên bệnh nhân đái tháo đường. Với những ưu điểm vượt trội của tinh chất thiên nhiên procophan, nghiên cứu của Trường Đại học Y khoa hàng đầu Hoa Kỳ John Hopkins đã đưa ra kết luận, việc sử dụng thường xuyên procophan có tính an toàn, hạn chế các bệnh lý võng mạc, ngăn ngừa mù lòa. Điều này rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ đôi mắt cho bệnh nhân đái tháo đường nói riêng và mọi người nói chung. Ngoài ra, huyết còn bổ sung các dưỡng chất như lutein, zeaxanthin, DHA, vitamin C, vitamin E giúp tăng cường thị lực, giảm mờ và nhòe mắt, hỗ trợ điều tiết mắt, cải thiện các chứng khô mắt, đau nhức mắt, chảy nước mắt sống, giúp phòng ngừa và cải thiện hội chứng rối loạn thị giác màn hình, các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị, phòng ngừa đục thủy tinh thể và hỗ trợ cải thiện thoái hóa hoàng điểm, giảm nguy cơ mù lòa. Với quy trình chiết xuất hiện đại và công nghệ độc quyền của Mỹ, WIT là sản phẩm cao cấp được phát triển từ những nghiên cứu tại các trung tâm khoa học hàng đầu trên thế giới về tính hiệu quả và an toàn trong việc bảo vệ thị lực, kể cả những trường hợp có mắc kèm các bệnh lý phổ biến khác như tim mạch, cao huyết áp, đau dạ dày. WIT được coi là bước tiến vượt bậc nhằm chăm sóc, bảo vệ mắt từ bên trong cho cộng đồng, đặc biệt là bệnh nhân đái tháo đường. Như vậy, bên cạnh việc kiểm soát lượng đường trong máu theo chỉ định của bác sĩ nhằm ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường lên toàn cơ thể, thì việc chủ động áp dụng biện pháp phòng ngừa, bảo vệ mắt từ bên trong với tinh chất thiên nhiên procophan sẽ giúp hạn chế tác động của bệnh đái tháo đường lên mắt và duy trì thị lực tốt hơn.